Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 thì Sơn Đỉnh đã lên cho các bác một cái bộ âm thanh phối ghép hàng bãi Nhật cực kỳ hợp với tiền với các bác ở phân khúc là hơn 5 triệu một chút xíu rồi. Thế ra cả một cái bộ này thì Sơn Đỉnh báo giá luôn cho các bác là gồm có một chiếc âm ly Pioneer i5 và một cặp loa của hãng Aiwa. Đây là mỗi cặp loa bass 22 là của dàn, nhưng ngược lại thì cái chất âm nó rất là hay. Và đây thì tôi từng với các bác thì nó là một trong những cái dòng khá là ít, nó rất là độc, nhưng chất âm cũng như cái tầm tiền chưa đến 3 triệu mỗi cặp loa đấy. Và khi phối ghép vào thì tổng giá trị của nó khoảng hơn 5 triệu một chút xíu. Thì Xuân Đỉnh thực ra đăng như này thì nó không phải là cái gì đắt quá hay là rẻ quá gì cả, mà quan trọng nhất là luôn luôn tìm cho các bác là những cái bộ âm thanh vừa túi tiền nhưng ngược lại thì cái chất âm phải đảm bảo nó sẽ hay hơn cái túi tiền các bác bỏ ra. Cũng như một cái bộ phối ghép như này thì có nhiều các bác đến thì bảo ơi cái bộ hơn 10 triệu thì thôi không hay, thôi không test nữa, để đi kiếm những cái bộ nó đắt hơn một chút. Thì hỏi đắt hơn là bao nhiêu thì bác là phải tầm 100 triệu thì tôi mới nghe được, hoặc hơn 100 triệu, chứ còn những cái bộ mà hơn chục triệu thì nghe nó chẳng ra gì. Thì thực ra thì cái chuyện mua bán khách hàng luôn luôn là thượng đế, nhưng mà với cả một gia đình thì chỉ thích những cái hàng bình dân, không quá đắt nhưng lại thì cái chất âm nó vẫn đảm bảo với các bác đấy. Thì trong video ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh chỉ giới thiệu cho bác một cái bộ hết sức là rẻ tiền. Nói thực là nó rẻ vì sao? Vì âm thanh bãi Nhật và với cái tầm tiền hơn 5 triệu thì các bác chỉ mua được một cái bộ dàn chung nhỏ nhỏ thôi. Còn đây là một cái bộ phối ghép rời, luôn đảm bảo các bác chơi tốt phòng 30m², chất âm cực kỳ là hay. Và như thế nào thì Xuân Đỉnh sẽ quay thật chi tiết cũng như báo giá cho các bác trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên thì sẽ quay về cái cặp loa cho các bác. Thì đây là mỗi cặp loa Aiwa Bass 22 gân vải màng carbon, một chung một tép, loa 3 đường tiếng. Hình thức của loa thì đẹp xuất sắc, loa thậm chí còn nguyên cả bụi, nhưng Xuân Đỉnh cứ thế là đăng lên cho các bác biết thôi. Và đã test đều hoạt động tốt rồi. Cặp này thiết kế là bát 22 gân vải màng carbon, một chung giấy và một tép. Tép này thì nó thiết kế là cái tép màng kim loại. Kích thước của thùng loa thì nó có chiều cao khoảng độ 57-58, chiều ngang của nó khoảng độ 25. Đấy. Hình thức góc cạnh của loa rất là đẹp, căng cước còn đầy đủ. Đây là phía đằng sau. Trong này nó có trở kháng là 6 ohm, công suất của nó là 60W một loa, Made in Japan. Lỗ thông hơi phía đằng sau. Model của nó là Aiwa DSF 550, trở kháng 6 ohm, công suất 60W, số series của nó là 293 và cũng chỉ có duy nhất có một cặp này thôi. Đấy. Cặp này thì cửa Xuân Đỉnh đang bán với mức giá là 2.800.000 đồng, căng cước đầy đủ và đẹp xuất sắc. Cái căng này nó là căng khung nhựa, thì nếu như nó có bẩn thì các bác lấy xà phòng các bác giặt qua đi thì nó sẽ sạch keo, đặc biệt là nó không có bị rách. Đây là chiếc loa còn lại, căng cước bẩn một chút xíu được. Tuyến loa cũng như các cái kiểng loa này nó còn rất là đẹp. Đây là kiểng này nó nguyên một cái lớp mạ chrome, nó còn rất mới và rất là bóng. Đấy. Hình thức thì rất là gọn gàng, xinh xắn. Kích thước thì không quá cao to, nhưng lại thì cái giá tiền nó cũng rẻ. Cặp này thì cả Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 2.800.000 đồng. Số series bên này là 294, là một cặp series liền kề các bác nhé. 294, Made in Japan, lỗ thông hơi phía đằng sau. Góc cạnh thùng rất là đẹp. Đấy, mức giá thì chỉ có 2.800.000 thôi. Tiếng thì rất là tốt. Chơi rất là hay với diện tích phòng từ 25 đến 30m². Đấy. Các bác có thể là mua lẻ loa cũng được hoặc mua cả bộ cũng được. Vì cả bộ ngày hôm nay thì nó khá là mềm. Chiếc âm ly này là chiếc âm ly i5 thì cả Xuân Đỉnh đang bán mức giá chỉ có 2.500.000 đồng. Nhưng lại thì nó là dòng bé hạt tiêu. Đấy, dòng này thì nó cũng có chỉnh bát tép, có đánh cầu loa AB, trả kháng là 6 ohm, có ba lăng, có nào lốt, rất là nhiều các cổng vào CD, táp, AUX, có cả táp 2. Đấy, nếu như cái đường táp 2 này đèn nó sáng thì những cái cổng này sẽ không có tác dụng nữa. Cho nếu như không sử dụng đường táp 2 thì các bác tắt nó đi để các đường này còn tác dụng. Đấy. Phono dành cho đít than, ngoài cùng là volume, size của nó là size chuẩn 42. Chiếc âm ly này thì về trong tình trạng là xuất sắc, không có điểm chê từ bên ngoài đến ruột gan bên trong. Mức giá thì khá là mềm mại, chỉ có 2.500.000 đồng. Chiếc âm ly nó còn có một cái tác dụng nữa, đây là nó có đường pre-ut cho các bác làm dề
qua thiết bị cục đẩy hẹp âm lý khác cũng rất là tuyệt vời, chỉ lấy được phần âm sắc và có chỉnh đau đớn rất là tốt, hình thức thì rất là đẹp luôn. Máy móc nguyên cả bụi, sai chuẩn 42, sử dụng điện 100V. Đây là phía đằng sau, các bạn thấy nó rất là mới. Đây là cái đường rè hay còn gọi là đường Prius này. Đấy. Đây là cầu loa AB. Hôm nay thì điện 100V, công suất của nó là 80W. Dạo này thì các bác chơi tốt những dòng loa Nhật Bát 20-25. Đấy. Mà mức giá thì nó khá là mềm mại trong những cái dòng âm thanh bãi cũng như những cái thương hiệu lớn của Pioneer, thì đây là một trong những dòng âm ly gọi là vừa túi tiền nhưng lại thì tiếng nó rất là tốt, âm sắc đánh rất là hay luôn. Mức giá thì khá là mềm mại, chỉ có 2.500.000 đồng. Và bác nào thiện chí lấy cả bộ thì Xuân Đình cũng báo luôn cho các bác là giá trị cả bộ này thì Xuân Đình sẽ lấy các bác là tròn 5 triệu, và giá thì cũng không bao ship. Còn tất nhiên thì mua lẻ âm ly thì hoặc mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Đấy là cái cách mà Xuân Đình bán hàng cũng như giới thiệu chi tiết cho các bác, và báo rõ với các bác là với cái tầm tiền 5 triệu thì chắc chắn là đây là một trong những đối thủ gọi là rất là nặng ký, vì nó rất dễ phối ghép cũng như chất âm rất là hay so với tầm tiền các bác bỏ ra. Và như vậy thì Xuân Đình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.